Chào các bạn, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với Maxional và Mark Daily ngày hôm nay ngày 5 tháng 12 với những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay như sau. iPhone X gặp lỗi chết người khi cập nhật lên iOS 11.2, Xiaomi sắp ra điện thoại không viền giá 2,5 triệu và Nokia sẽ ra tới 2 smartphone cao cấp vào tháng sau. Và ngay sau đây thì hãy cùng nhau cập nhật những tin tức ngay bây giờ nhé. Apple mới đây đã phát hành phiên bản iOS 11.2 mới nhất, nhưng đây có vẻ như tiếp tục là điểm đen mới về thành tích bất thảo trong khả năng làm phần mềm của đội ngũ kỹ sư của họ. Lần này thì những người dùng iPhone X đắt đỏ nhất của Apple là những người bị thiệt hại nhiều nhất. Cụ thể thì theo một số người dùng cho biết đã không thể sử dụng Face ID để đăng nhập iPhone X sau khi cập nhật lên iOS 11.2. Và khi sử dụng tính năng này thì trên điện thoại lập tức hiển thị thông báo Unable to Access Face ID on this iPhone. Trên khắp thế giới thì số người dùng iPhone X bị dính lỗi không kích hoạt được Face ID sau lần cập nhật iOS 11.2 đang ngày càng gia tăng. Hiện tại thì một số ý kiến chia sẻ cách tạm thời giải quyết vấn đề bằng cách khởi động lại iPhone trong khi đợi bản cập nhật mới của Apple. Được biết thì iPhone X có cơ chế tắt nóng khác so với những iPhone đời cũ, do phím Home đã được lược bỏ. Để tắt iPhone thì người dùng giữ đồng thời phím nguồn và phím tăng âm lượng. Sau khi màn hình hiển thị Slide to Power Off trượt ngang để tắt, sau đó thì đợi khoảng 30 giây rồi khởi động lại bằng cách nhấn và giữ phím nguồn như bình thường. Đa phần thì Face ID trên thiết bị sẽ hoạt động bình thường trở lại, trong khi một số vẫn còn dính lỗi, cần phải tiếp tục khởi động thêm lần nữa. Về phía Apple, hiện tại thì công ty chưa đưa ra bình luận nào về lỗi liên quan đến Face ID. Vào ngày 7 tháng 12 tới đây, các nguồn tin thân cận cùng một số nhân sự cao cấp trong chính nội bộ của Xiaomi vừa khẳng định công ty sẽ ra mắt bộ đồ điện thoại giá rẻ mới nhất của mình là Redmi 5 và Redmi 5 Plus và là phiên bản kế nhiệm cho chiếc Redmi 4 đã công bố đầu năm nay. Hai mẫu máy mới được Xiaomi quảng cáo là điện thoại 1.000, tức giá bán của nó tại Trung Quốc sẽ chỉ từ 1.000 tệ, rơi vào khoảng 127-150 USD hoặc là 2,5-3,2 triệu Việt Nam đồng. Đây thì vẫn là một cái giá quá rẻ để sở hữu một thiết bị Xiaomi và nhất là khi nó được trang bị màn hình 18:9 không viền, một thứ không thể thấy trong loạt điện thoại tầm thấp hiện nay. Với mức giá cơ bản, chiếc Redmi 5 và Redmi 5 Plus sẽ có thông số phần cứng tương đối, gồm RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB vì xử lý Snapdragon 450, màn hình 5,7 inch Full View với độ phân giải HD cộng 720x1440 pixel. Trong khi đó thì chiếc Redmi 5 Plus sẽ có màn hình 6 inch Full HD cộng với độ phân giải 1080x2160 pixel, hệ điều hành Android 7.1.2 Nougat cùng với giao diện MIUI 9. Các màu sắc chính thức của bộ đôi điện thoại mới cũng được người phát ngôn của công ty Donovan Zoom đăng lên Twitter thông qua một bức ảnh tiết lộ Redmi 5 sẽ có sẵn 3 màu đen, hồng và xanh. Trong khi đó thì mẫu Redmi 5 Plus sẽ có tùy chọn màu vàng hoặc đen. Một nguồn tin rò rỉ mới đây cho biết HMD sẽ tổ chức một sự kiện giới thiệu sản phẩm tại Trung Quốc vào ngày 19 tháng 1 tới đây. Người ta trông chờ công ty phần lớn sẽ giới thiệu hai chiếc điện thoại thông minh mới tại sự kiện này, Nokia 9 và phiên bản năm 2018 của Nokia 8. Hai chiếc điện thoại này sẽ được tùy biến cho thị trường Trung Quốc, có nghĩa là các dịch vụ của Google như Play Store sẽ được thay thế bởi các ứng dụng đáp ứng các quy định của nhà quản lý. Nguồn tin trên cũng đề cập đến thông số kỹ thuật của hai thiết bị. Nokia 9 thì sẽ sở hữu màn hình hiển thị 5,5 inch với độ phân giải Quad HD, RAM 6GB, bộ nhớ tùy chọn 64GB hoặc 128GB. Cả hai thiết bị đều sẽ sử dụng màn hình OnScreen với tỷ lệ 18:9, chipset Snapdragon 835, camera kép ở mặt sau và đáp ứng tiêu chuẩn IP67 cho khả năng chống bụi và nước. Một chi tiết đáng chú ý nữa là Nokia 9 và Nokia 8 2018 sẽ không trang bị jack cắm tai nghe 3,5mm. Theo thông tin rò rỉ, Nokia 9 với phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 64GB được cho là sẽ có giá 558 USD, tức là khoảng 12,6 triệu đồng, trong khi phiên bản 128 thì sẽ là 634 USD, tương đương với 14,4 triệu đồng. Và lâu rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Max Channel. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Max Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Max Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Max Mobile nhé.